Alo, alo các bạn yêu. Tôi là Regen Home. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ tiếp với mọi người phần 2 của công cụ Pen Tool trong Illustrator nha. Cái bài tập vẽ cái hình này là để cho mọi người quen cái việc nắm kéo nè, điều chỉnh cái handle làm sao cho nó ăn khớp với lại cái hình mẫu mà mình muốn vẽ. Thì đầu tiên đây là một cái hình tròn và nó bị cắt bởi hai cái đường thẳng này ha. Mình sẽ vẽ cái hình tròn bắt đầu từ tâm này. Nhấn Alt+ và Shift để cho cái hình này hình tròn, bấm phím V để ra ngoài. Và bây giờ mình sẽ nail hai cái điểm ở đây. Bấm chữ P cộng nè. Cộng nè. Đó. Ở với cái điểm này nè, mình sẽ di chuyển nó vào trong tâm. Thì mọi người chọn vào điểm, nhấn Command để di chuyển, nhấn Shift để cho nó di chuyển trên một đường thẳng. Có thể thực hiện trên Pen Tool hoặc là đơn giản hơn thì mình sẽ vào Direct Selection Tool để chọn điểm bất kỳ, sau đó là mình di chuyển thôi. Thì tùy mọi người thấy cái thao tác nào mà mình tiện, mình dễ sử dụng thì mình dùng thôi. Mình sẽ vào cái công cụ Shift C này nè của Pen Tool, và mình click vào cái đường path mà nối hai cái điểm này, nó là một cái đường thẳng. Còn cái đường cong này giữ nguyên. Mình chọn vào cái handle này nè, cái công cụ Shift C ấy, chọn vào cái handle này và mình di chuyển cho nó trùng với lại cái anchor để nó trở thành đường thẳng. Thì qua đây khi mà mình cũng là cái công cụ Shift C đó mà mình chọn thì nó sẽ biến cái đường cong trở thành đường thẳng. Như vậy thì không đúng. Mang Z để quay lại thì lúc này nó xuất hiện hai cái handle cho mình, thì bây giờ mình chỉ cần nắm kéo là được. Ok. Tuy nhiên á, nó hiện ra một cái lỗi ở đây nè. Mình zoom lại để mình check xem cái lỗi đó là gì. Thì cái lỗi xuất hiện cái đường nhọn này, nó là do cái handle của mình nó không trùng với lại cái điểm. Mình check vào cái icon này nha, để nó không có bị bắt dính. Kiểm tra xem đó đúng. Thì bây giờ nó không có bị lỗi như lúc nãy nữa. Bây giờ mình qua hình thứ hai là hình trái tim nha. Mình sẽ vẽ một cái hình tròn. Mình vào P nha. Ta rê vào cái anchor này nè. Nếu như bây giờ mình bấm một phát á thì nó sẽ biến mất cái điểm này của mình. Thì đó không phải. Bây giờ mình sẽ chỉ mình cần là biến cái đường path cong này trở thành một cái path nhọn. Thay vì là nhấn vào Shift C thì có một cái cách nhanh hơn nữa. Mình vào Option hoặc là Alt+, mình nhấn giữ đó thì nó cũng sẽ hiện lên cái icon này cho mình. Lý do mà bây giờ mình mới nói với mọi người để mà mọi người không bị rối, nói chung là mình chỉ cần hiểu những cái thao tác cơ bản của Pen Tool và sau đó là mình tập luyện quen rồi thì những cái phím tắt đi kèm nó sẽ hỗ trợ cho mình để cho mình thao tác nhanh hơn thôi, chứ không có gì. Rồi bây giờ mình sẽ giữ phím Command để mình kéo cái anchor này xuống nha. Đó, kéo nó xuống dưới cái tâm của hình tròn này nè. Đó, nó ngang với hai cái điểm hai bên của hình tròn. Sau đó là nhấn Option Shift để cho cái handle này nó vuông góc ha. Đây. Và tương tự cái này cũng vậy. Mọi người nhấn vừa Option vừa Command để nó hiện lên tất cả những cái handle. Sau đó là tiếp tục nhấn Option trở vào trong cái handle này để mình nắm kéo và những giữ Shift để cho nó ra hình góc vuông. Đó. Và bên đây cuối cùng đó là hình chữ S Pen Tool và bắt đầu bằng một cái điểm ngoài cùng ở đây. Rồi sau đó là vào cái điểm ở trên cùng ha. Nhấn Shift để cái handle của mình nó ngang. Đó. Sau đó vào đây, điểm này. Mình có một cái mẹo đó là đi Pen Tool đi những cái điểm ở những cái nơi mà nó ở ngoài cùng. Đó, thì mình cứ sửa như thế này. Thì khi mà mọi người thành thạo ba cái hình cơ bản này thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng đã sẵn sàng để vẽ những cái hình nó phức tạp hơn. Mình nhắc lại nha, khi đang ở công cụ Pen Tool nè,
Để di chuyển một điểm thì mọi người sẽ rê chuột vào trong cái điểm đó, sau đó nhấn Command để mình di chuyển nha. Còn nếu như muốn bẻ cong các handle thì mình sẽ vào Option để bẻ cong đó. Và khi mình đang bẻ cong một cái handle này và muốn thao tác tiếp với lại cái handle của cái điểm khác á, thì mình sẽ nhấn đồng thời Command và Option. Thì lúc này tất cả các handle nó sẽ xuất hiện và lúc này mình có thể thao tác dễ dàng. Nhấn Command để bẻ cái handle này ha. Đó. Lúc đầu thì nó sẽ hơi khó để mình có thể phân biệt phím tắt như là Option hay là Command. Thì mọi người cứ bình tĩnh và luyện vẽ những cái hình cơ bản này. Khi nào mình vẽ kiểu nhuần nhuyễn, không cần băn khoăn gì về cái phím nào để làm gì nữa, thì đó mình mới bắt đầu vững tay để mình vẽ những cái hình nó phức tạp hơn.